Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ăn món bò cuốn rau sống với bún nha mọi người, cuốn nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Thấm một ít nước lên đây. Rồi, mình sẽ bỏ một lá rau, một ít rau, có chuối này mọi người, chuối, dưa leo, xoài, hấp dẫn quá, một miếng khế, khế chua hay sao, mắm nêm thơm lắm mọi người, một miếng thịt nha, một miếng thịt. Và một ít bún. Trời, cái cuộn này chắc to lắm đây. Cái cuộn này chắc to bự luôn. Chắc ăn nhai không nổi luôn. To quá. Một ít bún này. Rồi, bắt đầu cuộn lại. Cuộn này không được đẹp lắm. Mình cuộn nó không được đẹp lắm mọi người. Cái này chắc không cần phải thấm nước đâu. Rồi, đẹp rồi nha mọi người. Lúc này thì không đẹp nhưng mà bây giờ là đẹp rồi nha. Cái này không có cần phải thấm nước. Rồi, chấm vào mắm nêm nha mọi người. Mời mọi người cùng ăn nha. Chua chua của xoài, hơi chát của chuối, giòn của dưa leo, rau, rồi ngọt của thịt. Ngon nha mọi người. Mùi mắm thơm mọi người. Bóc tay luôn nha mọi người. Bóc tay nó sẽ ngon hơn. Cái cảm giác bóc tay á, nó sẽ ngon hơn.
rau. Bò. Bò. Ngon lắm. Chua chát. Xoài. Xoài. Dưa leo. Một ít bún. Rồi. Nha mọi người. Quấn này. Rồi, bắt đầu ăn nha. Mâm nêm. Ngon. Cay nhưng mà ngon nha mọi người. Chua chát. Dưa leo. Xoài. Kế.
Bye bye mọi người. Bữa ăn hôm nay của mình kết thúc ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye.